Ông lão này quá ngầu, vì để câu một con thủy quái được treo thưởng 100.000 đô, đã tự mình hàn một cái móc câu vô cùng lớn, còn dùng tới dây câu bằng sắt, cuốn dây câu quanh, một khúc gỗ nặng gần 150 kg. Ôi trời, đây là để câu quái vật hồ Loch Ness sao? Sau khi bố trí xong mọi thứ, ông ấy tự tin trở về nhà, nhưng điều làm người khác không ngờ tới đã xảy ra rồi. Chỉ thấy khúc gỗ bên bờ bị dây câu kéo xuống nước, trôi ngược dòng trên vùng nước chảy xiết. Việc này đã dọa chết khiếp những người chứng kiến tại đó. Rốt cuộc là con cá to như thế nào mới có thể kéo được khúc gỗ nặng hơn 150 kg trôi trên dòng nước chảy ngược dòng? Hồ Iliamna là hồ nước ngọt lớn nhất tại Alaska. Từ thế kỷ 20 tới nay, rất nhiều người đã tận mắt thấy thủy quái trong hồ, cũng không ít phi công nhìn từ trên cao xuống, thấy một bóng đen dài gần 7 mét. Ngư dân cũng nhìn thấy trên cánh quạt của tàu những vết răng kỳ quái, nhưng không có ai biết đó là loại sinh vật nào. Vì thế người dân ở đây cảm thấy vô cùng sợ hãi, vì để bắt được nó, mọi người đã không tiếc bỏ ra 100.000 đô la thưởng, nhưng vẫn chưa có ai nhận được số tiền ấy. Jeremy sau khi biết thông tin này, lập tức ngồi máy bay tới Alaska, nhìn xuống mặt hồ rộng mênh mông dưới chân. Jeremy rất muốn câu một con thủy quái tại đây, nhưng có lẽ tỷ lệ thành công còn thấp hơn cả việc trúng xổ số. Để tìm hiểu tình hình ở đây, Jeremy tới nhà hưu để tìm kiếm thêm thông tin. Họ là những người sinh ra và lớn lên tại Alaska, đều mưu sinh bằng nghề đánh cá. Khi Jeremy đề cập tới con thủy quái, họ đã kể ra rất nhiều câu chuyện liên quan tới con quái vật này. Tuy nghe không đáng tin lắm, nhưng Jeremy không thể không tôn trọng văn hóa ở đây. Bọn họ đưa Jeremy tới một bên hồ. Đây chính là vị trí thanh gỗ bị lôi xuống nước. Vì để vật lộn với con quái vật trong một thời gian dài, Jeremy đã chuẩn bị kỹ cần câu và lều vải, còn có một dây câu với lực kéo 100 kg. Sau khi chuẩn bị xong, ông ấy đã tự mình đưa mồi câu ra giữa hồ. Tiếp theo chỉ cần chờ đợi, Jeremy thong dong nhìn những đám mây ở phía núi đằng xa. Thế mà đã trôi qua 12 tiếng, đến lúc thu dây về rồi. Nhưng kết quả khiến người khác phải thất vọng, mồi câu vẫn còn nguyên như cũ, ngay đến một dấu vết bị cắn cũng không có. Không biết làm sao, Jeremy chỉ có thể thay đổi địa điểm để tiếp tục điều tra. Ông ấy gặp được người đã chứng kiến vụ việc tên là Bill. Không lâu trước đây, người thân của Bill đang đi thuyền trên mặt hồ, chiếc thuyền bỗng bị hỏng giữa đường. Ngay lúc người ấy đang chuẩn bị kiểm tra động cơ, họ đã nhìn thấy một cái đuôi lớn ở trong nước. Nhìn độ lớn của cái đuôi đó, có thể thấy con cá cũng dài khoảng 4 mét. Họ cho rằng đó là một con cá nhồng, nhưng điều lạ lùng là ở cánh quạt của thuyền lại xuất hiện vết răng rất rõ ràng. Con cá đó có thể đã tấn công cánh quạt. Khi nghe xong câu chuyện, Jeremy quyết định sẽ điều tra về loài cá nhồng trong hồ. Trong miệng chúng có hàng trăm chiếc răng sắc nhọn, có thể cắn nát thứ chúng đưa vào trong miệng, kể cả con người. Jeremy sẽ nhắm vào đặc điểm đó, dùng con ếch giả để làm mồi câu. Mới một lúc, ông ấy đã câu lên một con cá nhồng khá lớn. Con cá này dài 40 inch, khoảng 20 tuổi. Miệng nó có rất nhiều răng sắc, là loài săn mồi nguy hiểm. Nghe nói, một con cá nhồng lớn có thể ăn được chim nước và các loài động vật có vú, thực sự có khả năng tấn công cánh quạt của thuyền. Loại cá này không quá lớn, chắc chắn không thể kéo được khúc gỗ nặng hơn 150 kg xuống dưới nước. Vì thế thủy quái Alaska sẽ là một loài vật khác. Sau đó, Jeremy lại tìm tới một người chứng kiến vụ việc tên là Robin. Vì để miêu tả một cách rõ ràng hơn, Robin đã lái máy bay và chỉ cụ thể vị trí. Thông qua miêu tả của Robin, con thủy quái này có cái đầu vừa dài vừa rộng, chiếc mũi dẹt, trên người con có vây khá đặc biệt, thân hình dài khoảng 5 mét. Jeremy đã vẽ sơ lược ra hình dạng của con cá đó. Không thể không nói con cá này rất giống cá mập, nhưng sau khi Jeremy quan sát cẩn thận, đã nghĩ tới một nghi phạm số 1, đó chính là cá tầm trắng. Loài cá này từ 65 triệu năm trước cho tới nay đều không hề tiến hóa. Nó được gọi là khủng long lửa. Chúng có thể sống đồng thời ở khu vực nước mặn và nước ngọt. Con to nhất dài tới 7 mét. Cá tầm trắng tuy là loài sinh vật sống ở mực nước sâu, nhưng thi thoảng chúng cũng sẽ bơi lên mặt nước. Như thế thì sẽ có khả năng bị con người nhìn thấy. Vì để kiểm chứng suy nghĩ của mình, Jeremy cần phải câu được một con cá tầm trắng ở trong hồ. Nhưng vấn đề là số lượng cá tầm đang rất ít. Trong hồ lớn như thế này để câu được một con cá sống ở mực nước sâu không khác gì mò kim đáy bể. Nhưng cho dù là vậy, ông ấy cũng muốn thử một lần. Vì thế, Jeremy chuẩn bị sợi dây câu không có lực đàn hồi và một lưỡi câu trơn, sau đó ném mồi câu xuống độ sâu 40 mét, như thế mới tăng tỷ lệ thành công. Đợi liền mấy tiếng đồng hồ, dây câu cuối cùng cũng có phản ứng. Jeremy nhanh chóng cầm chắc cần câu và thu dây về. Chẳng bao lâu, dưới mặt nước dần dần lộ ra một cái bóng lớn, chính là một con cá tầm trắng. Jeremy vui sướng nhảy xuống nước, cho dù vật lộn đã rất mệt, nhưng nhìn thấy con thủy quái nặng gần 150 kg trước mắt thì mệt nữa cũng đáng. Chúng sống tại vùng nước sâu trong một thời gian dài, nên mắt đã bị thoái hóa, chỉ có thể cảm nhận chuyển động thông qua 4 chiếc râu. Con cá này dài 3 mét, khoảng 80 năm tuổi. Nhìn kích cỡ này, cá tầm trắng hoàn toàn có khả năng kéo theo khúc gỗ gần 150 kg xuống nước. Vết răng trên cánh quạt của tàu cũng rất có khả năng do cá tầm trắng gây ra. Chúng hoàn toàn có thể được xem là quái vật Alaska. Nhưng sinh vật mà con người tận mắt chứng kiến kia là gì, vẫn cần phải điều tra thêm.